sẵn đã đến với kênh YouTube của mình là Nguyễn Văn Vinh. Đây chính là bộ mặt của mình. Mình xin giới thiệu, mình là Nguyễn Văn Vinh, kênh YouTube của mình là Nguyễn Văn Vinh. Trong video đầu tiên này, mình xin giới thiệu về bản thân mình và nội dung cái kênh mình lập lên này bao gồm những cái nội dung gì. Và trước hết, mình xin giới thiệu, mình là Nguyễn Văn Vinh, là chủ nhân của kênh YouTube này. Năm nay mình 29 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở Hải Dương. Thì trước hết là mình đi sơ qua về bản thân. Về trình độ của mình thì đã học hết cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đã tốt nghiệp cấp đại học. Và hiện tại đang làm việc ở một công ty điện tử, phụ trách về bộ phận bên chất lượng, là một nhóm trưởng, quản lý khoảng 20 bạn. Trong 20 bạn đấy thì cũng có cùng là bộ phận với mình, là cùng bên bộ phận chất lượng. Thì trong cái thời gian làm việc ở đây, mình cũng học được một chút về kiến thức về ngoại ngữ tiếng Trung. Chính vì vậy mà kênh này được lập lên, chia sẻ với các bạn những kiến thức mà mình biết, như là ngoại ngữ tiếng Trung và các cái kỹ năng về kiến thức máy tính và những cái sự kiện, những cái tin tức, những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ mà mang tính là tích cực, có thể giúp ích được cho các bạn. Tất nhiên là cho những bạn mà chưa biết, còn những bạn biết rồi thì có thể bỏ qua. Và với cái phương châm mà lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, và mình sẽ chia sẻ cho những người mà chưa biết hoặc là muốn biết ít hơn mình, thì rất mong được các bạn ủng hộ và có những cái ý kiến đóng góp cho những cái video của mình. Và để ủng hộ mình, các bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh và like video. Và đây là cái nội dung của cái video đầu tiên, mình sẽ giới thiệu về mình và cái nội dung kênh mình là như vậy. Và trong những cái video tiếp theo, mình sẽ đi chi tiết và cụ thể hơn. Và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video ở đằng sau video này. Xin chào và hẹn gặp lại.